Neymar rớt giá. Ngôi sao người Brazil chịu 7 lần rớt giá liên tiếp qua các phiên bản cập nhật của Transfer Market. Neymar hiện được định giá 60 triệu euro, mức thấp nhất sự nghiệp kể từ khi gia nhập PSG vào mùa hè 2017. Ở thời điểm đầu quân câu lạc bộ nước Pháp, cựu sao Barcelona được định giá 150 triệu euro. Trước khi trải qua 7 lần rớt giá liên tiếp trên Transfer Market kể từ tháng 10 năm 2020 đến nay, mức định giá của Neymar là 128 triệu euro. Đỉnh cao của tiền đạo sinh năm 1992 là giai đoạn tháng 1 năm 2018, tháng 6 năm 2019 khi anh được Transfer Market định giá 180 triệu euro, nằm trong top 3 cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Tại PSG, Neymar chỉ xếp thứ 5 trong số những cầu thủ đắt giá nhất, sau Kylian Mbappe, 180 triệu euro, Nuno Mendes, 65, Marquinhos và Achraf Hakimi, cùng 65 triệu euro. Nếu tính toàn thế giới, chân sút sinh năm 1992 đứng hạng thứ 58. Trong màu áo tuyển Brazil, Neymar kém xa những đàn em trẻ tuổi đang có phong độ cao như Vinicius Junior, 150 triệu euro, Rodrigo, 100, Gabriel Martinez, 80, hay kể cả tiền vệ Bruno Guimarães của Newcastle, 70. Không chỉ Neymar, hàng loạt ngôi sao của PSG cũng bị rớt giá trong lần cập nhật mới nhất của Transfer Market. Nhóm này bao gồm Gianluigi Donnarumma, còn 45 triệu euro, Marco Verratti, 40, Marquinhos và Achraf Hakimi, cùng 65 triệu euro. L'Équipe đưa tin Neymar cam kết tương lai với PSG bất chấp những biến động ở câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Ngôi sao 31 tuổi hài lòng nếu Mbappe rời đi, vì tin rằng khi đó anh sẽ trở lại là cái tên có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở PSG.